Trại ca kiển Diamond mến chào quý anh chị các bạn. Kính chúc quý anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và thăng hoa nhất trong cuộc sống. Để đáp lại tấm lòng thương mến từ quý anh chị các bạn gần xa, trong và ngoài nước đã đồng hành cùng ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Trong tuần này, bên trại sẽ có chương trình khuyến mãi hỗ trợ để quý anh chị các bạn có thể về nhân giống hoặc là đổi máu cá ở nhà của mình. Từ ngày 21 tháng 8 cho tới ngày 27 tháng 8, trong video này, tất cả những con trong video tuần này mình quay lên thì có chương trình khuyến mãi đồng giá. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu thì nhớ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Bên trại sẽ gửi nguyên cả danh sách giá cá bảy màu khuyến mãi qua để anh chị các bạn có thể về nhân giống hoặc là đổi máu cá ở nhà. Trong tuần này chỉ có chương trình khuyến mãi, chỉ có 60.000 một cặp thôi các bạn. Khuyến mãi từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 8. Tiếp theo sẽ là dòng lưu tạc găng. Anh chị các bạn yêu thích màu đen, xanh thì có thể chọn những dòng này. Hôm nay thì có chương trình khuyến mãi từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 8, cũng đồng giá 60.000 một cặp dòng lưu tạc răng này luôn các bạn. Bạn có vô tình coi được video này thì nhớ bên góc tay phải có chữ đăng ký á, anh chị các bạn nhấp vào. Để khi mà mình đăng video của tất cả các dòng cá lên, anh chị các bạn có thể tiện theo dõi đặt hàng. Còn dòng hiện tại là dòng Dumbo mô sắc, cái này là gen của Ribong đó các bạn. Chị các bạn lưu ý rồng xanh rồi rồng đỏ là chung nha các bạn. Khi mà nó đốc ra hai loại thì anh chị các bạn có thể thích dòng nào thì chơi dòng đó. Ví dụ như một con rồng xanh, một con rồng đỏ đây. Đây là một con rồng xanh, một con rồng đỏ. Anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể lựa chọn dòng đó. Nhưng mà của nó sẽ ra hai loại này chứ nó không có ra rồng khác nữa. Anh chị các bạn yêu thích những dòng rồng thì có thể chọn những con này. Dòng mắt đen rất là dễ nuôi luôn các bạn, sai giống về là có thể cho sinh sản liền. Tiếp theo sẽ là dòng rồng đỏ Indo, được rất là nhiều anh chị các bạn thời gian qua yêu thích. Trong tuần này cũng khuyến mãi đồng giá 60.000 một cặp từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 8. Anh chị các bạn ở gần thì có thể chạy qua bên trại để lựa. Còn ở tỉnh thì nhớ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại giùm mình nha các bạn. Rồng đỏ Indo, xe giống. Những con này anh chị các bạn có thể về lai tạo hoặc là về đổi máu cá ở nhà của mình. Những con này là chuyên về cá thủy sinh nha các bạn. Anh chị các bạn làm cái hồ thủy sinh nhỏ nhỏ có thể thả những dòng này. Tại vì hồ thủy sinh mình thì mình không có xài oxy mà mình dùng CO2. Những con này mình thả vào hồ thủy sinh thì sức khỏe nó sẽ tốt hơn. Còn dòng hiện tại là dòng Tiger Ender. Còn dòng vừa rồi là Blue Ender. Anh chị các bạn thích những dòng cá hoang dã thì có thể lựa chọn những con này về cho nó sinh sản. Cái này là mình đang cho nó ăn bo bo đó các bạn, bo bo đông lạnh. Tiếp theo sẽ là dòng Lutobat Thái. Trong tuần này thì cũng có khuyến mãi đồng giá 60.000 một cặp dòng Lutobat Thái luôn các bạn. Đuôi to, sai giống. Riêng dòng này anh chị các bạn có thể bắt cặp hoặc là bắt hai con mái để về cho sinh sản. Dòng Lutobat Thái hôm nay khuyến mãi từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 8. Anh chị các bạn lưu ý, khuyến mãi thì nó có thời gian, cho nên khi mà anh chị các bạn có vô tình coi được video này thì nhớ nhấp vào chữ đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn. Khi mà mỗi lần mà video phát sóng á, anh chị các bạn có thể cập nhật những video có khuyến mãi. Rồi để mình quay tiếp theo một số dòng cá khuyến mãi nữa. Anh chị các bạn yêu thích màu xanh thì có thể chọn dòng này, dòng Lugat đó các bạn. Lugat thì hôm nay cũng khuyến mãi đồng giá chỉ có 60.000 một cặp từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 8. Anh chị các bạn lưu ý là khi mà mình đăng video lên khuyến mãi á, nó không phải lúc nào nó cũng một giá vậy nha các bạn. Nó có thời gian khuyến mãi rõ ràng. Cho nên anh chị các bạn mà vô tình mà xem được video này thì nhớ cập nhật cái video gần nhất để đặt hàng. Có thể nhắn tin qua số điện thoại mình sẽ gửi bảng giá tất cả các dòng cá bể màu qua. Anh chị các bạn có thể tham khảo đặt hàng. Còn giá cá thì lúc đó thì giá này lúc giá khác, cho nên bên trại không có để giá lên trên cá. Anh chị các bạn thông cảm giùm mình ha. Tham khảo dòng nào thì có thể nhắn tin qua số điện thoại.
Còn cái này là cá mái của dòng Blue Tubas. Anh chị các bạn thấy những con này đều là tất cả đều là sai giống, về là cho sinh sản luôn các bạn. Hôm nay khuyến mãi chỉ có 60 ngàn một cặp thôi. Còn cái này là cá mái của dòng Lugat. Anh chị các bạn thích những dòng Lugat thì có thể chọn những con này. Hôm nay khuyến mãi thì cũng đồng giá 60 ngàn một cặp. Những con này về là cho sinh sản luôn đó các bạn. Có cái hồ thủy sinh nhỏ nhỏ chuyên về nền xanh đen thì có thể chọn những dòng này. Dòng HBY. HBY là nó nghiêng về hồ thủy sinh nhiều hơn. Tại vì nếu mà anh chị các bạn mà có hồ thủy sinh mà thả nửa con, cái con mà nửa màu đen nửa màu trắng này vào thì nó rất là hợp, nó sáng cái hồ thủy sinh của mình lên. Dòng HBY sai giống. Hôm nay khuyến mãi cũng đồng giá từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 8, chỉ có 60 ngàn một cặp thôi các bạn. Bên trại có bán luôn phụ kiện như là thuốc trị bệnh cho cá, hoặc là thức ăn cám, rồi trùng huyết đông lạnh, bo bo đông lạnh, hoặc là trùng chỉ tươi. Hàng ngày đều có trùng chỉ tươi. Anh chị các bạn ở gần thì có thể qua bên trại để lấy về cho cá ăn. Còn ở xa thì có ship chung với cá luôn. Anh chị các bạn có thể đặt hàng những loại thuốc phòng bệnh, hoặc là thuốc đặc trị bệnh cho cá bảy màu, hoặc là một số dòng cá cảnh khác. Còn dòng hiện tại là dòng Full Red. Hôm nay khuyến mãi thì cũng đồng giá là 60 ngàn một cặp luôn. Những con này là sai giống hết các bạn, về là cho sinh sản. Vừa rồi là cá trống, còn cái này là cá mái. Anh chị các bạn thấy những con này là cái bụng nó to tròn. Những con này đều là có con trong bụng hết rồi. Anh chị các bạn thấy là vây lưng của những con mái của dòng Full Red BDS. Về là cho sinh sản luôn, con nào bụng cũng căng tròn hết. Ngoài một số dòng cá bảy màu mình vừa quay á, thì trong bảng báo giá nó còn rất là nhiều loại thêm nữa. Anh chị các bạn xem trong video này rồi cái nhắn tin qua số điện thoại mình sẽ gửi bảng giá của tất cả các dòng cá bảy màu khuyến mãi qua. Để anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể đặt, hoặc là xem lại cái video tuần trước những dòng cá bảy màu đó để đặt. Chỉ có khuyến mãi đồng giá 60 ngàn một cặp thôi các bạn. Hôm nay có dòng coi Red Gen E này cũng khuyến mãi luôn, đồng giá 60 ngàn một cặp. Anh chị các bạn ở gần thì chạy qua lựa. Mình sẽ quay thêm một số dòng cá bảy màu coi hàng nhập nữa. Anh chị các bạn có vô tình coi được video này thì có thể xem để đặt thêm một số dòng coi hàng nhập. Chào các bạn, cái này là coi Red Ear, hoặc là coi Red Ear Full 2 tai Ribbon. Thì bên trại vừa nhập hàng của Trung Quốc về. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng coi thì có thể qua bên trại để lựa. Mình sẽ tí nữa mình sẽ đổ ra rồi quay để anh chị các bạn xem. Cái này là hàng này còn trong bịch nè các bạn, mới về đêm khuya luôn. Còn cái này là cá mái. Trong tuần này thì mình có nhập thêm một số coi full tai với lại ribbon. Cái này là coi full tai hàng ribbon đó các bạn. Hiện tại thì dòng này là đang là dòng hot nhất, cũng là dòng cao cấp nhất hiện tại. Anh chị các bạn thích những dòng coi full tai ribbon thì bên trại vừa có hàng luôn. Tí nữa mình sẽ thả ra để anh chị các bạn xem cho nó dễ. Coi nhập từ Trung Quốc. Vừa rồi là một số dòng cá bảy màu trong danh mục khuyến mãi. Còn trong đoạn này thì mình sẽ quay lên một số dòng coi Red Ear, coi Red Ear Ribbon và coi Red Ear Gen Ear tai bơi bướm Ribbon. Anh chị các bạn thích một số dòng cá bảy màu về làm giống thì có thể xem trong video này để đặt hàng. Những con này là sai giống các bạn, anh chị các bạn về cho sinh sản luôn. Những con này là Ribbon tai bơi bướm, Sapphire vây cá mập, hàng sai giống. Những con này là anh chị các bạn về làm cái rổ là nó đẻ luôn. Coi đỏ Gen Ear Ribbon tai bơi bướm. Còn những con này thì nó đang được rất là nhiều anh chị các bạn thời gian qua yêu thích. Dòng coi red ear ribbon là full hai tay bơi đỏ là ribbon luôn á các bạn. Cái này là hàng nhập. Trong cái đoạn đầu thì mình có quay trong cái bịch để anh chị các bạn xem. Còn cái này nhìn rất là hấp dẫn các bạn, hàng ribbon
tai bơ dày đỏ đậm. Còn cái này là dòng Coi Red Ear. Tất cả những con này hàng nhập đều là cá giống đó các bạn. Anh chị các bạn ở gần thì có thể qua bên trại để xem để lựa. Còn ở tỉnh á, thì nhắn tin qua số điện thoại của mình. Mình sẽ gửi cái danh sách giá của tất cả các dòng cá bảy màu khuyến mãi qua. Rồi luôn cả những dòng giá của những dòng này. Để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Nếu mà muốn đổi giống hoặc là lai tạo thêm nhiều dòng cá mới thì anh chị các bạn có thể đặt những con này về cho sinh sản các bạn. Gen rất là tốt, full hai tai bơi màu. Thường thường thì một số dòng coi nhập á, cái màu nó đậm hơn cá của mình nuôi ở đây. Rồi tới cá trống nha các bạn. Cái này là những con cá trống nhập full hai tai bơi, con nào cũng dày hết. Thường một số dòng coi anh chị các bạn lưu ý là con cá trống nó rất là nhỏ. Nuôi hoài luôn thì nó cũng lớn cỡ dày thôi các bạn, chứ nó không có to. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành cùng ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Anh chị các bạn có vô tình coi được video này thì nhớ bên góc tay phải có chữ đăng ký á, anh chị các bạn nhấp vào để xem nhiều video cá mới hơn.